Cái linh kiện Rock Ampli xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là một cái Ampli do mình vừa nâng cấp xong cho khách. Thì ở đây là khách sử dụng Ampli 4 mic. Vỏ này là của khách ha, mình chỉ hai cái mặt sau thôi. Để hành hai quạt, mặt cũ là một quạt. Thì một cái phần Ampli mặt trước mình sẽ thay đổi một số thứ ha. Ở đây là mình giữ là mạch đàn này ha, EQ cũng như là music với lại master. Rồi hai cái mạch mic dưới là do khách không có xài cho nên mình cũng giữ lại luôn, không có hai hết. Mình chỉ hai mạch mic trên đây với lại cái mạch echo nó 0195 bên kênh của mình ha. Thì đây về phần nội thất nè, các bạn có thể thấy. Mình hai qua sò Toshiba ha, C52A1943. Đánh cho nó bền bỉ ha. Tại biến áp 25A. 4 tụ lục nguồn. Đó, toàn bộ mạch là mạch sợi tinh hết nha các bạn. Sử dụng Boico 0195 ha. Rồi, sử dụng hai quạt 12V. Về cái nội thất thì mình quay sơ sau khi đã nâng cấp vậy thôi, thì mình bắt thử một khúc nhạc cho anh em nghe ha. Các linh kiện để thay thế thì mình có cung cấp ha. Anh em nào muốn mua về để nâng cấp ly nhà thì cứ liên hệ mình, giống như tất cả những thứ như này. Mạnh công suất này ha, tụ nguồn là loại tụ đài lon rất tốt nha các bạn. Khi các bạn đánh tiếng quát nó yếu á, hai tụ nguồn này vào, tụ này 63V 10.000 ha. Rồi về mạch echo này là echo 5095 nè, đây. Rồi về sò cũng vậy. Tóm lại anh em nào có nhu cầu nâng cấp á, thì mình sẽ cung cấp linh kiện. Mình sẽ ship bằng COD bưu điện ha, cho anh em thay thế Ampli cho nó đúng ý anh em. Về cái Ampli này thì về hiện tại bây giờ thì nó có thể đánh được 4 cái loa 30 là khỏe ha. Rồi mình kết thúc video ha. Anh em nào muốn mua những cái bên mình hiện tại có bán rất nhiều, kể cả Bluetooth, những cái hộp Bluetooth thì đang bán rất là chạy. Và mặt trời cũng vậy. Bluetooth bên mình thì sóng rất là xa ha, khoảng 30m là vô tư. Rồi về cái Echo 5095 này thì dòng Echo này hay nhất rồi. Mình quay sơ là cái Ampli lần nữa ha. Thì anh em nào muốn mua hàng cứ liên hệ với mình qua điện thoại là 0935 323378, Zalo Facebook số đó luôn nha các bạn. Và ngoài ra mình thì có một cái trang web để bán hàng và cho anh em xem hàng. Hàng trên web là cái hình thực tế 100% nha các bạn, là tên là cái link web là linhkienrapampli.com. thì mình có để dưới video á, thì anh em nào cái muốn mua hàng thì cứ nhấp vào cái web đó. Ở trong đó thì các bạn chọn một sản phẩm và có rất nhiều mục tiếp theo để chọn, cũng như theo ý các bạn, ví dụ như là sò, tụ nguồn, biến áp, vỏ Ampli hoặc là những cái mạch xử lý âm sắc như là nguyên cái bộ trước này nè. Hiện tại thì bên mình sắp bán hàng cho Tết á, mình sẽ đầu tư một cái số lượng để
anh em thay thế cho em ly. Rồi những ai có nhu cầu cứ liên hệ mình thì cứ gọi qua số này ha.